Dạ cô chú anh chị ơi, thì bây giờ hai thầy đi khất thực hay cái gì? Ủa bữa nay là thầy thầy đi có về không thầy, hay là đi luôn hả? Đó thì hai thầy bây giờ đi khất thực tiếp ha cô chú anh chị. Đi khắp thật là để gieo duyên đến bà con. Dạ dạ dạ. Có gì sớm thợ hỏi anh em còn giữ đó. Dạ. Bây giờ hai thầy đi bò hành ha cô chú chị. À, dạ cô chú chị ơi, thì bây giờ hai thầy cũng đi được một đoạn nè cô chú chị.
chị gái cúng dường tiền cho thầy thưa quý vị. Thầy không có nhận nha. Chắc chị gái không biết á cả nhà. Mọi người có xem thì quan hỷ nha, cho chị không biết. Chân của thầy dược sư đó có vấn đề, thì hôm qua đi bị phòng hai ba lỗ rồi, mấy lỗ nhỏ nhỏ, tại lâu rồi thầy không có đi, giờ thầy mới đi lại đi ngày hôm qua cho nên nắng quá. Beep, 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 beep.